10 phụ kiện sau đây anh em cần trang bị ngay khi có ô tô, dù là xe mới hay là xe cũ. Một là dán phim cách nhiệt loại xịn giúp ngăn ngừa tia UV và chống nóng cho xe, đây là phụ kiện quan trọng bậc nhất về mùa hè nhé. Hai là bọc vô lăng giúp cầm chắc tay hơn, đặc biệt là anh em mình ấy, giúp vô lăng không bị mòn này, không bị trơn và do dính mồ hôi. Ba là thảm lót sàn, thảm theo xe thì thường nó lại nỉ, không phù hợp với thị trường Việt Nam, đặc biệt là mùa mưa rất hôi và ướt. Hãy sắm ngay thảm cao su hoặc có điều kiện thì nên dùng thảm 5D, 6D nhé, vừa thẩm mỹ và chất lượng, không nên dùng thảm nhựa rất là trơn trượt. Bốn là camera hành trình có nhiệm vụ ghi lại những sự vật trên đường, là bằng chứng quan trọng bậc nhất trong tất cả các vụ tai nạn giao thông hoặc là bắt lỗi giao thông. Năm là cảm biến áp suất lốp, giúp chúng ta sẽ nắm được tình trạng của lốp xe có đủ áp suất hay không, tránh trường hợp hỏng lốp do quá non hơi nhé. Sáu, bơm lốp cũng là phụ kiện rất quan trọng. Một chiếc bơm thì giá chỉ vài trăm ngàn thôi, nhưng có thể sử dụng được cho tất cả mọi thiết bị trong gia đình, cùng với đó nó có thể giải quyết các sự cố như non hơi này, thùng lỗ nhỏ khi di chuyển trên đường. Bảy nhá, giá đỡ điện thoại. Lên xe thì điện thoại phải để gọn vào một chỗ, tránh cầm tay hoặc để lung tung mất tập trung. Tốt nhất là anh em nên sắm một cái giá đỡ, có rất nhiều loại cho anh em chọn trên Shopee luôn. Tám là các loại nẹp chống xước, chống va đập. Các vị trí mà dễ bị xước và dễ va đập nhất ấy, thì gồm có cánh cửa này, tay nắm cửa này, bậc dẫm này, cản trước, cản sau. Bạn có thể sử dụng các loại ốp mạ chrome hoặc là vân carbon tùy sở thích nhé. Như mình ấy, là mình thích dùng cái vân carbon hơn, đẹp và sang hơn. 9 là gương cầu xóa điểm mù. Một đôi gương chỉ có giá khoảng 30k thôi, siêu mỏng không viền, sẽ là phụ kiện giúp chúng ta quan sát rất tốt phía sau, đặc biệt là phần bánh sau nhé. Đây là phần rất dễ bị va chạm. Cuối cùng là tẩu sạc điện thoại. Đây là phụ kiện không có sẵn trên xe ô tô nên bắt buộc người dùng phải tự trang bị thêm. Anh em hãy lựa phụ kiện chính hãng này, có hỗ trợ sạc nhanh và có cầu chỉ riêng để chống cháy nổ nhé. Nếu mà cần mua gì ấy, thì anh em ghé vào phần tiểu sử, mình có tổng hợp link shop tất cả những cái sản phẩm mà bán trên Shopee nhá, rất ngon luôn, đã từng test rồi.